Chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì tại giờ chiều mình cũng đang thả ra chỗ làm các bạn. Mà hôm nay mình thả ra hướng 270 độ. Mà tối hôm nay là đi hướng nào đây? Thì mình sẽ lưới vào các bạn bằng composite các bạn. Đây, lưới vào composite. Sơn màu trắng nhìn rất là đẹp. Đây chiếc này sơn một màu trắng các bạn, kiểu ghe thì giống nhau. Đây để có chiếc tàu biển các bạn, cảnh sát biển Việt Nam. Việt Nam. Đây ở trong đây một chiếc nha các bạn. Đây ghe qua cái lái rất là bự các bạn, kinh khủng luôn. Wow, luôn. Đấy, tự nổi ở xa mấy con bự lại gần quá kinh khủng các bạn. Composite. Ca hờ các bạn. Đầu biển số rất là đẹp các bạn. 9.4.0 TS. Đây chiếc kiểm ngư Việt Nam các bạn. Cây các bạn. Bữa nay hơi có gió hơn hôm qua các bạn, thì chuẩn bị đi ngang kẻ qua cửa biển. Đây cặp treo quá đồng thơm đang hoạt động các bạn. Đi trước đang vẽ về hướng đó rồi, bữa nay không biết đi tới đâu đây. Những chiều này nhìn mặt trời gần lặn xuống nhìn rất là đẹp. Chiều này ra đây ngắm là tuyệt vời các bạn. Thì có mình chạy đằng sau á, rồi ra tới đây cái đầu
có sóng rồi. Ra rất là nhiều luôn. Đây ra là dưới chân nữa các bạn. Quá luôn. Mặt trời sắp lặn rồi các bạn. Đây có mấy ông anh mình chạy ở đằng trước rồi. Đây mình đi cái hướng này qua bên Campuchia các bạn. Ấn lạnh nè, dần ngang dần tháng luôn. Anh em đi hướng này mà không biết đi tới đâu đây. Hôm ngày nay cũng có mấy chiếc chạy dọc bên này cá dữ lắm rồi, gần gần giáp ranh bản nè. Bên em bữa nay đi hướng này. Thì giấc này là 6 giờ rồi nha các bạn. Đây mặt trời cũng sắp sửa lặn rồi, mấy anh em đang đi ra. Bữa nay đi ngoài mặt nam 2.7 hướng này. Ngoài này ngoài sâu các bạn, nước ngoài này ngoài sâu ha. Nước ngoài này là mấy chục mét luôn. Ra sóng hơi lớn. Bữa nay cũng hơi có gió nữa. Mình dòm thấy bờ ở bên nước bạn luôn rồi các bạn. Đây mình dòm thấy bờ luôn ha. Mình qua cũng gần dữ rồi các bạn. Dòm thấy bờ ở bên bển luôn rồi. Đây có mấy chiếc con mực ở xa
nói với bạn mình để gần tới ha. Thì mình dọn về bên mình đó thì đàn giống ở nhà rất là nhiều, còn mình dọn về cái hướng bên đây thì rất ít đàn các bạn. Mà đi giáp ranh luôn rồi dòng thấy bờ bên nước bờ bển rồi. Cái ghe bự kinh khủng luôn mà cũng quánh cào cá cơm nữa bạn, giữ dằn cái ghe luôn rồi. Trước có chiếc ghe trước quá bự rồi, ghe này khoảng bề ngang là 5 mét mấy 6 mét đó, quá bự luôn.